Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 có thông báo khẩn như sau. Đại dịch COVID-19 với biến chủng Delta mới vô cùng nguy hiểm xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, phá vỡ hạnh phúc, bình yên của hàng nghìn gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Mặc dù gần đây, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, gần 30 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào tỉnh rất cao, đặc biệt là từ số người dân về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát cách ly y tế. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia chống dịch của Tổng Bí thư Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, khắc phục khó khăn, kiên quyết thực hiện tốt một số nội dung sau. Mỗi gia đình, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung cao độ, tạm gác tất cả những công việc chưa thật sự cần thiết khác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Nếu không có nhiệm vụ, lý do thực sự cần thiết, bất khả kháng, thì thực hiện ai ở đâu thì ở đó, tuyệt đối không được đi ra, đi vào tỉnh hoặc gặp mặt tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ nhiễm dịch. Động viên gia đình, người thân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp kiên quyết không đến và về tỉnh Vĩnh Phúc từ các vùng dịch, không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng, tổ chức các hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021. Kiên quyết lên án, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là hành vi đi và về từ vùng có dịch, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, nhưng trốn tránh khai báo, kiểm tra cách ly y tế, gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư. Quan tâm giúp đỡ, chia sẻ động viên những đồng bào, người dân phải đi cách ly, mắc bệnh, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn hoặc thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Yêu cầu các gia đình và từng người dân hãy vì lợi ích tính mạng của chính mình, gia đình, của cộng đồng để hành động trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, thiết lập và giữ vững vùng xanh ngay từ từng gia đình, từng thôn xóm, bản làng, tổ dân phố. Với mỗi một hành động đúng, kiên quyết nói không với các nguy cơ của mỗi người dân sẽ góp phần to lớn vào thành công chung của công cuộc phòng chống đại dịch, sẽ bảo vệ được tính mạng của chính chúng ta. Nhưng chỉ một sơ suất nhỏ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của một cá nhân, không lên án các hành vi sai phạm cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa sinh mạng của mình và gia đình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và tiếp tục triển khai nghiêm túc đầy đủ các nội dung đã chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, động viên hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Yêu cầu các sở ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.